Sáng nay, Thành ủy Dĩ An đã tổ chức hội nghị sơ kết mô hình lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn khu dân cư năm 2022. Báo cáo đánh giá, thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong năm qua, thành phố Dĩ An đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức triển khai học tập 15 chuyên đề với trên 5.500 đảng viên tham dự, gắn với đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn dân cư. Tại hội nghị, thành phố Dĩ An đã bình chọn 7 tập thể, 14 cá nhân tại các khu phố có thành tích tiêu biểu để tuyên dương khen thưởng.